Động thái này xảy ra một tuần sau khi Trung Quốc tuyên bố mọi khu vực trên toàn quốc xếp vào nhóm nguy cơ thấp hoặc nguy cơ trung bình. Ủy ban Y tế Trung Quốc hôm 10 tháng 5 báo cáo 17 ca nhiễm mới trên toàn quốc, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp phát sinh số ca nhiễm trên hai chữ số và là con số nhiễm mới cao nhất trong gần 2 tuần nay. Tại Mexico, có một trùm ma túy vừa chết vì Covid-19 trong thời gian ngồi tù. Đó là Moses Escamilla May, biệt danh May Béo, cầm đầu băng đảng Los Chetas. Ông ta không có bệnh lý nền và bắt đầu xuất hiện các triệu chứng về hô hấp vào ngày 6 tháng 5, Bộ Y tế Mexico cho hay. Một ngày sau, người này được đưa vào bệnh viện và chết tại đó. Phòng công tố bang Jalisco xác nhận bệnh nhân này là Moses Escamilla May, từng cầm đầu Los Chetas, tổ chức tội phạm được chính phủ Mỹ đánh giá tinh vi, sử dụng công nghệ cao và nguy hiểm nhất ở Mexico. Ở Mỹ, các nhân viên Nhà Trắng được khuyến cáo đeo khẩu trang trong khu văn phòng tổng thống sau khi hai người được xác định dương tính với nCoV. Nhân viên Nhà Trắng có thể tháo khẩu trang khi ngồi ở bàn hoặc có khả năng duy trì khoảng cách 2 mét với người khác. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump được miễn trừ khỏi quy định này. Các trợ lý Nhà Trắng cho hay nhiều khả năng Tổng thống Trump sẽ không chịu đeo khẩu trang. Liên quan đến cuộc đua sản xuất vaccine ngăn ngừa Covid-19, phía Mỹ sắp đưa ra cảnh báo về việc tin tặc Trung Quốc tìm cách đánh cắp dữ liệu nghiên cứu của Washington về phát triển vaccine phòng Covid-19. Các báo cáo thông tin thêm, tin tặc Trung Quốc cũng nhắm đến các thông tin và tài sản trí tuệ về việc chữa trị và xét nghiệm Covid-19. Các quan chức Mỹ cho rằng những tin tặc trên có liên quan tới chính phủ Trung Quốc. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã bác bỏ cáo buộc trên. Còn báo giới Trung Quốc thì cho rằng Bắc Kinh dẫn đầu không cần đi ăn cắp. Ấn Độ là nước nổi tiếng với những đám cưới xa hoa kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, vì lệnh phong tỏa và cấm tụ tập đông người do Covid-19, Susan Yang và Kirti Narain lựa chọn thay đổi nghi thức truyền thống. Nhờ thầy cúng chọn ngày lành, họ tổ chức đám cưới qua Internet. Cô dâu và chú rể cùng khách mời thực hiện lễ cưới qua mạng trực tuyến, thu hút hàng ngàn người theo dõi. Vài trục trặc nhỏ xảy ra, như một số thành viên gia đình lớn tuổi bị tắt tiếng hay camera bị thú cưng che mất. Tuy nhiên, nó vẫn diễn ra đầy vui vẻ, cô dâu chú rể và họ hàng cùng nhau nhảy múa kiểu Bollywood. Có một bức ảnh về người biểu tình ở North California, Mỹ, đeo bazooka, súng bắn đạn ghém và súng lục, bước vào nhà hàng Subway ở thành phố Raleigh, được phóng viên The News and Observer chụp lại và chia sẻ trên Twitter. Lập tức bức ảnh được chia sẻ lại với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội này. Theo thống kê, bang North California có gần 15.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 550 trường hợp tử vong. Trước đó, nhiều người biểu tình mang theo vũ khí cũng đến tòa thị chính Michigan để phản đối lệnh giãn cách xã hội. Chính phủ Lào đã lên kế hoạch xây dựng đập thủy điện mới trên sông Mekong, dự kiến khởi công vào cuối năm nay và có thể làm phức tạp thêm tình trạng hạn hán ở khu vực hạ lưu. Ủy hội sông Mekong cho biết, nhà máy thủy điện Sanakam có kinh phí khoảng hơn 2 tỷ đô la Mỹ, được xây dựng bởi công ty thủy điện Datang Sanakam, một công ty con của công ty sản xuất điện quốc tế Datang của Trung Quốc. Công trình dự kiến khởi công vào cuối năm nay. Vua Thái Lan đang cách ly trong một khách sạn sang trọng ở Đức khi cả nước đang chật vật trong đại dịch. Nhà vua không cách ly một mình mà đem theo đoàn tùy tùng khoảng 100 người. Vào cuối tháng 3, truyền thông Đức đưa tin nhà vua du ngoạn bằng máy bay riêng xung quanh nước Đức, ghé thăm Hanover, Leipzig và Dresden. Máy bay của vua Vajira Longkorn chỉ hạ cánh một lúc rồi bay đi và ông thậm chí còn không xuống máy bay. Nhưng ở Thái Lan, chỉ trích nhà vua cũng bị xem là phạm pháp. Một thông tin về thể thao, phớt lờ cảnh báo nguy hiểm từ chính quyền, một vận động viên lướt ván ở Mỹ bị cá mập cắn tử vong thương tâm. Vụ việc xảy ra ở vùng biển Maresca State. Giải thích cho hiện tượng đàn cá mập bỗng nhiên xuất hiện, các chuyên gia cho rằng chúng vào gần bờ thời điểm này trong năm để sinh đẻ chứ không phải kiếm ăn. Kelly vì quá nông nổi nên đã tự đặt mình vào chỗ chết. Anh trở thành người đầu tiên thiệt mạng vì cá mập ở vùng Maresca State từ năm 2004 đến nay. Ben Kelly là vận động viên khá nổi tiếng vì những video cực đẹp anh đăng tải trên Instagram trong những lần ra biển lướt ván. Mới đây, nhiều người dân đã cùng lật một chiếc xe ô tô cản đường xe chữa cháy. Theo đó, chiếc xe này bị lật nghiêng qua một bên để nhường đường cho xe cứu hỏa chạy đến hiện trường một vụ hỏa hoạn gần đó. Được biết, vụ việc xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tối ngày 10 tháng 5.